仍爱是水里月，未曾遇着空来，成败因仇恨爱，怎去篡改从幻变的世代？既然难得你在，何时天地偏偏换我来？谁和谁推功引战？ 谁和谁追心刻骨，但未敢爱。谁祈求腥风血雨再重花开？而绝情淡，从无可替代。幻月长空与深海。 用时归去有来，今晚从一刹张开，以后必更精彩。岁月曾挥染于腮，故事中有你在，记住如果要分开，再回来。 Bây giờ là món gì đây? Tham kiến Ngô Hầu, Chu Đô Đốc. Chúng tôi cố tình đợi các vị ở đây. Ngô Hầu đã có quyết định về chuyện liên minh rồi phải không? Chu Đô Đốc muốn tới Giang Hạ để xem xét tình hình, rồi mới quyết định chuyện liên minh sao? Chỉ là buổi khảo sát bình thường thôi. Hơn nữa các vị đã tới Đông Ngô làm khách, đúng theo lý thì tôi cũng phải tới Giang Hạ để bái kiến Lưu Hoàng Thúc chứ. Liên minh song phương, tìm hiểu binh lực lẫn nhau là chuyện nên làm. Nếu gia cát tiên sinh đã đồng ý, chúng ta hãy lập tức khởi hành. Các vị mời dùng trà. Lưu Bị thường được nghe nói đại đô đốc Đông Ngô vừa trẻ tuổi lại vừa tài cao, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, khí khái bất phàm. Tuổi tác còn trẻ, ngài đã là dưới một người dân trên vạn người, quả không đơn giản. Người đời gọi ngài là thiếu niên hào kiệt, đúng là không hổ danh mà. Các vị đã quá khen rồi. Nhắc tới tuổi trẻ tài cao, không thể nào để sót gia các quân sư chúng ta được. Tuổi tác còn trẻ đã vang danh khắp thiên hạ, quả thực khiến cho người ta phải bái phục. Khổng Minh nào dám xứng với Chu Đô Đốc đây. Chu Đô Đốc đã vang danh thiên hạ từ lâu rồi. Gia các quân sư ngài quá khiêm tốn. Nói tóm lại, hai vị ngang tài ngang sức với nhau, đều là đệ nhất quân sư hiện nay. Không chỉ có họ, những vị ngồi ở đây ai cũng có danh tiếng lẫy lừng. Có nhiều nhân tài như vậy hợp lại, chắc chắn sẽ chiến thắng Oanh Liệt. Ta cũng rất tự tin. Chỉ cần liên minh với Đông Ngô các vị, song kiếm hợp bích, Tào Tháo chắc chắn sẽ thất bại. Đúng vậy. Dân chúng ở làng Tân Giả như trải qua một cơn dịch bệnh, cần nghỉ ngơi tình dưỡng nhiều hơn. So với sự nhộn nhịp phồn hoa ở Đông Ngô các vị, quả thật không thể sánh bằng. Nhưng theo tôi thấy, người nào cũng tỏ ra vui vẻ, có lẽ cuộc sống rất là thoải mái. Đều nhờ vào tài năng của gia các quân sư. Đất Giang Hạ tuy nhỏ, nhưng ai cũng có chỗ để ở hết. Còn được phát ruộng để cày cấy, tuy đất đai ở đây khá cằn cỗi, nhưng quân sư đã dạy họ trồng những loại ngũ cốc cần thiết. Nói tóm lại, ai cũng có ăn, có chỗ để ngủ. Chu Đô Đốc, mời. Trận chiến Bát Vọng Thành đã đánh Hạ Hầu Đôn thua như hoa rụng, đuổi chuột vào hang toàn nhờ vào Gia Cát Lượng dụng binh như thần. Gia Cát quân sư, Gia Cát quân sư, ông giỏi quá. Ông dạy con đánh trận đi. Con cũng muốn làm quân sư. Các bạn nhỏ hãy yên lặng, hôm nay có quan lớn ở đây, không nên thất lễ. Vị này là Chu Đô Đốc, là quân sư xuất sắc nhất hiện nay. Con chưa từng nghe cái tên này. Ông đánh trận giỏi thiệt không đó? Dĩ nhiên rồi. Chu Đô Đốc đã đánh thắng rất nhiều trận chiến, có trận chiến nào khiến ngài cảm thấy khó quên và hài lòng nhất không? Giống như trận đánh gian dội ở Bát Vọng Thành gì đó. Đông Ngô hiện giờ rất là bình yên, cũng lâu rồi tôi không tham gia chiến đấu nữa. Chu Đô Đốc, hay là chúng ta đi nơi khác khảo sát đi. Các bạn nhỏ, các con ở đây chơi ngoan nha. Sướng quá, đi chơi thôi. Khải bẩm quân sư, phu nhân Chu Đô Đốc đã tới làng Thân Giả, hiện đang ở trong từ đường. Thưa
cảm ơn. Người đẹp đúng là người đẹp. Phu nhân. Phu quân. Sao nàng lại tới Giang Hạ? Bởi vì thế cũng muốn tới đây, cũng muốn được gặp chàng. Tiếp nghe phu quân nói má tánh ở Giang Hạ sống rất cực khổ, cho nên tiếp cố ý mang tới rất nhiều lương thực để cứu tế cho họ. Kiều phu nhân đến Giang Hạ cứu tế đúng là rất có lòng. Vừa xinh đẹp là nhân từ, đúng là hiếm có trên đời đó. Cảm ơn, cảm ơn. Không có chi. Chưa đâu đốc, đạo phu nhân đúng là tiên nữ hạ phàm đó. Y phục của phu nhân quả thực rất lộng lẫy, giả lại còn rất đặc biệt. Thật sao? Tôi thấy cũng bình thường thôi. Đối với mỗi bộ y phục tôi đều có yêu cầu rất cao. Tôi cũng biết phu nhân rất hiểu rành về chuyện này. Có thể do mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ về chuyện này. Âm điệu của nhạc khúc Kinh Châu nếu so với Đông Ngô chúng tôi quả thực tinh tế hơn nhiều. Chu Đô Đốc quả nhiên là người hiểu biết rộng rãi. Chắc là Chu Đô Đốc rất am hiểu về nhạc khúc hả? Chỉ biết sơ sơ thôi. Sao chỉ là biết sơ thôi? Đô Đốc là một người chơi đàn rất giỏi, nổi tiếng ở Giang Đông đó. Vậy sao? Bây giờ trong lúc cao hứng, mong là Chu Đô Đốc biểu diễn một ca khúc để mọi người cùng thưởng thức. Đúng đó. Phu quân, để mọi người thưởng thức tiếng đàn của chàng đi. Tiếp sẽ cùng hợp tấu với chàng. Hay đó, hay đó, hay đó. Nếu như mọi người có hứng thú, công cẩn xin được mạn phép. Chu Đô Đốc và Kiều phu nhân đã làm cho chúng tôi hiểu được thế nào gọi là nhạc khúc giao hòa. Hai vị đúng là vô cùng hòa hợp, trời sinh một đôi. Chu Đô Đốc cầm nghệ xuất sắc, nghe qua như tiếng chim hót. Người thô lỗ như chúng tôi chỉ biết búa đao cầm thương. Nói thật lòng là tôi nghe nhưng mà chẳng có hiểu gì hết. Kìa, thượng tướng quân dũng mãnh hơn người, quy chấn bốn phương. Công cẩn luôn muốn được nhìn thấy vũ khí Bát Xà Mâu có hai đầu nhọn giống như hai cái lưỡi rắn thè ra. Kiếm thuật của Đô Đốc cũng vô cùng xuất chúng. Hai vị có đồng ý tỉ thí để mọi người được mở rộng tầm mắt không? Chu Đô Đốc, nếu như có cơ hội tốt như vậy, hãy để tôi dùng Bát Xà Mâu của mình thử sức với ngài nha. Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Xấu hổ, xấu hổ. Chu Đô Đốc tân thủ bất phàm, đúng là văn võ song toàn, kỳ tài trong thiên hạ. Hôm nay rất may mắn được nghe tiếng đàn của Chu Đô Đốc và xem được kiếm thuật của ngài. Thật khiến tôi thấy mình không bằng. Và các quân sư là nhân tài bất lộ, chỉ là chưa ra tay thôi. Công minh lấy làm hổ thẹn, cầm nghệ không rành, võ nghệ thì không đáng để so sánh. Thực ra và các quân sư chỉ thích tắm mình trong các loại văn thư binh pháp thôi. Nếu quân sư chỉ cùng tôi và Nhị Ca học múa kiếm bắn cung, chắc bây giờ càng vui vẻ hơn. Công minh chỉ biết chui đầu vào binh thư để tìm thú vui thôi. Các loại binh thư này, ví dụ như Tôn Tẩn binh pháp hoặc là Quân Lễ Tư Mã pháp, tin chắc quân sư và tôi đều thuộc nằm lòng. Có cần phải dù mình để xem lại không? Phu nhân của tôi có dịch rất nhiều sách Tây Dịch cho tôi đọc, trong đó có rất nhiều binh pháp mới, có ích cho hành quân đánh trận. Khổng minh có thể tặng cho Chu Đô Đốc để cùng nhau nghiên cứu. Công cẩn xin đa tạ. Mọi người cầm đũa đi. Sao không thấy Cam phu nhân đâu vậy? Tôi rất muốn được gặp mặt người. Gần đây phu nhân tịnh tâm tu đạo, mấy ngày nữa mới ra ngoài. Vậy là không có duyên gặp rồi. Mọi người hãy cầm đũa tự nhiên đi. Kiều phu nhân, không hợp khẩu vị sao? Nàng ấy quen khẩu vị của Đông Ngô, không ăn thôi. Kiều phu nhân thích ăn món ăn kiểu nào, để ta kêu đầu bếp nấu cho. Không cần đâu, vì tôi có khẩu vị rất đặc biệt. Hơn nữa tôi cũng không thấy đói. Ngươi không bỏ đầu và đuôi vào trong đó chứ? Chỉ lấy thịt mà thôi, tôi biết mà. Phải rồi, ngươi có bỏ nhiều kỹ tử không? Phu nhân ta thích ăn nhất đó. Đã bỏ vào hết rồi. Chu Đô Đốc thức khuya như vậy, thơm quá ta, đang nấu à? Đúng vậy. Chắc hồi nãy kiều phu nhân ăn đồ không quen,
đói không ngủ được có phải gì không? Ý, người đầu bếp này nhìn lạ quá nghe. Bộ ngài dẫn theo hả? Cha thịt ba ba ở đây không có đâu nha, ngài mang theo luôn đó sao? Hãy bỏ mấy thứ này vào. Dạ biết. Canh ba ba này đun nửa giờ nữa thì đem vào cho Kiều phu nhân dùng. Dạ đô đốc. Cha, một chén canh ba ba do chính mình chuẩn bị, quả thực chú đô đốc rất sủng ái Kiều phu nhân đó. À phải rồi, có phải vì yêu vợ nên trở thành đô đốc không? Và các quân sư cũng rất yêu và các phu nhân đó. Ngươi hầu hạ ta kiểu gì vậy? Không biết quy tắc gì hết. Ai cho ngươi đụng vào đồ đạc của ta? Thật xin lỗi Kiều phu nhân, vì tôi thấy trong phòng của người lộn xộn quá cho nên tôi mới... Thật ra không có lộn xộn, nhưng bây giờ để không đúng vị trí rồi. Kiều phu nhân à, có phải có hiểu làm gì không? Ta kêu ngươi tới để soạn giường ngủ cho ta, bởi vì giường ngủ là của các người, còn những thứ khác là do ta mang tới đây, rất là quý giá. Ta chưa cho phép, chưa chi đã đụng vào. Ngươi không được phép đụng vào mà. Dạ. Phu nhân, cổ đã hiểu ý của nàng rồi, hãy bỏ qua cho cổ đi. Đúng đó, hãy mở lòng đại lượng đi. Xin lỗi Kiều phu nhân, sau này tôi không dám nữa. Ta không muốn thấy mặt ngươi. Ra ngoài mau. Ta Nhu. Muội không sao, muội còn nhiều việc phải làm. Chu đô đốc, Kiều phu nhân đâu rồi? Phu nhân sau khi tới Giang Hạ đã không quen với thị khổ. Tại sao lại như vậy? Phu quân ơi, vòng tay của thiếp mất rồi, chắc là bị ai lấy rồi đó. Nàng đã tìm kỹ chưa? Thiếp đã tìm kỹ lắm rồi, tìm thấy chiếc nhẫn thì đã trầy hết trơn, chẳng nhìn nè. Ồ, là ngươi, chắc chắn là cô ta lấy. Lúc nào thiếp cũng đeo trong tay, tối qua lúc ngủ thiếp cũng còn đeo. Là cô ta đó, sau khi cô ta vào phòng dọn dẹp thì thiếp không thấy đâu nữa, nhất định là do cô ta lấy. Tôi không có. Kiều phu nhân, không nên nhận định vội vã, điều tra cho rõ rồi hãy nói. Kiều phu nhân, Tang Nhu ở trong phủ này bao nhiêu năm, nó chưa từng lấy cắp đồ bao giờ. Đúng đó phu nhân, hai vị nói rất có lý, phải điều tra cái đã. Không cần phải điều tra. Phu quân, chàng cũng thấy chỉ có một người hầu vô phòng thiếp dọn dẹp thôi, càng làm càng lộn xộn. Còn nữa, chắc là cô biết cái chồng của thiếp rất quý giá cho nên đã lấy đi. Không có đâu phu nhân, tôi thật sự không có lấy mà. Thực ra không có chứng cứ thì không nên đổ tội cho Tang Nhu lấy cắp. Được thôi, ông muốn có chứng cứ phải không? Tới phòng của cổ lục soát đi. Thôi bỏ qua đi, đừng có làm ồn nữa. À, phải đó Kiều phu nhân, ta sai thợ bạc làm một chiếc giống y như vậy cho phu nhân nha. Chiếc chồng đó là di vật mà mẹ tôi để lại cho tôi, cho dù có làm lại cũng không giống được chiếc cũ đâu. Không được, phải lục phòng của cổ. Nếu như chiếc vòng quan trọng đối với Kiều phu nhân đây, hay là cứ lục soát đi. Chúa công, ngài không tin nô tỳ sao? Chúa công à, bà lão này có việc quan trọng muốn gặp ngài. Lưu Hoàng thúc, lão tới để trả lại chiếc vòng này. Chiếc vòng này sao lại ở trong tay bà? Hả? Nó đúng là của bà hả? Sáng nay tôi mở bao gạo ra, nhìn thấy chiếc vòng này, đoán là chắc của vị phu nhân hôm qua không cẩn thận làm rớt vào trong bao gạo, nên tôi vội vã đem nó tới phủ trả lại cho Lưu Hoàng thúc. Xin đa tạ bà lão. Dương Trường Sử, đưa bà lão ra ngoài, ban thưởng cho bà. Dạ. Xong rồi, mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi. Thì đã có người không chịu cẩn thận, sau này có phát gạo thì đừng có đeo vòng nữa đi. Không phải, chắc chắn có người biết chiếc vòng của tôi bị mất, cho nên mượn tay của bà lão trả chiếc vòng lại cho tôi. Cha, bà nói chuyện còn ngang hơn tôi nữa đó. Đã tìm thấy chiếc vòng rồi, đừng có truy cứu nữa. Là có người tay chân không sạch sẽ, hôm qua chiếc vòng vẫn còn mà, không thể nào mất lúc phát gạo được. Kiều phu nhân à, bà nói năng như vậy là sỉ nhục người khác rồi đó. Đại ca, hãy trả lại trong sạch cho Tang Nhu, phải điều tra chuyện này cho rõ ràng. Kiều phu nhân, theo lời bà nói lúc nãy, khi tối hôm qua đi ngủ, chiếc vòng vẫn còn trong tay của bà. Đương nhiên rồi. Vậy thì rất lạ. Tôi nghĩ chắc mọi người còn nhớ, hôm qua chu đô đốc và Kiều phu nhân cùng nàng hợp tấu. Vậy thì sao chứ? Nếu như lúc đó Kiều phu nhân có đeo vòng, lúc phu nhân ngồi đánh đàn, chắc sẽ bị dướng tay. Nhưng lúc đó tiếng đàn của Kiều phu nhân thánh thoát như nước chảy mây trôi, có nghĩa là lúc đó trên tay của Kiều phu nhân đã không có chiếc vòng đó rồi, chỉ tại phu nhân chưa phát hiện ra thôi. Có lẽ chiếc vòng đã rớt trong lúc phu nhân phát gạo. Kiều phu nhân, hay là về đi. Nếu bà không tin, hãy đeo vòng vô rồi đánh đàn lại thì sẽ biết liền thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi chuyện là coi như xong đi. Quan trọng nhất là Kiều phu nhân tìm được di vật của mẹ mình. Ta không muốn nói chuyện với ông, thiếp không muốn ở đây nữa, thiếp muốn về Sài Tân.
À, có thầy bói ở quê tôi nói, nếu như một người có khóe miệng trễ xuống lâu ngày ấy, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo đó. Kiều phu nhân đó có bệnh mà. Vì một người bị bệnh mà làm cho mình mặt ủ mày chau, thật là không có đáng. Bà ta bệnh gì? Bệnh công chúa, gọi là tự tư, tự lợi, tự ái, tự phụ, tự mãn. Chỉ nghĩ cho mình, không biết nghĩ cho mọi người xung quanh. Cộng thêm là không có kiến thức, không giáo dục nữa, không lịch sự và không có trách nhiệm nữa. Cũng có loại bệnh đó nữa sao? Ở quê tôi có nhiều lắm đó. Có lẽ Kiều phu nhân này là người bị bệnh nặng nhất. Dạ, cưới được cổ, qua thì bị tổn thọ vài năm cũng đáng lắm đó. Thà chết sớm vài năm còn hơn là phải sống với bà ta. Đúng rồi, cô nên cười mới phải đó. Thật ra mùi không có gì, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chúng ta đều là người hầu, nên gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn. Cô thì quen như vậy, tôi thật không hiểu ông chua đô đốc kia sẽ là chịu nổi một người vợ như vậy nữa. Chắc chắn là đam mê sắc đẹp rồi. Chỉ có điều bà ta dữ dằn quá, có đẹp cũng vô dụng thôi. Nói chuyện chọn vợ, và các quân sư giỏi hơn nhiều lắm đó. Và các phu nhân, chỉ về đẹp bên trong á, đủ ăn đứt kỳ phu nhân đó rồi. Đô đốc, tôi đã ghi lại những gì mình đã quan sát ở Giang Hạ rồi. Ừ. Ủa, những thứ kia là gì? À, là binh thư Tây Vực. Hôm trước gia các quân sư có nói sẽ cho ngài mượn xem. À, ngươi đã xem nó chưa? Ừ. Cảm thấy thế nào? Cứ việc nói thẳng, đừng ngại. Binh pháp được ghi trong này quả thực rất đáng để tham khảo. Có binh pháp của Tây Vực này giúp sức, chẳng trách gia các quân sư dũng binh như thần ở trận Bắc Vọng Thành, lấy yếu thắng mạnh. Nếu như ngươi thấy gia các quân sư giỏi như vậy thì ngươi hãy xin từ chức, sau đó theo chân hắn đi. Đô đốc, tôi không có ý đó đâu. Hay là ngươi muốn tiến cử với chúa công, nói chúa công chiêu nạp gia các sang làm quân sư cho Đông Ngô? Tôi không dám. Ngươi phải nhớ, chúa công của ta làm quân sư là đủ rồi. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì thiên hạ đệ nhất quân sư chỉ có một người thôi. Dĩ nhiên là đô đốc đây. Gia Cát Lượng, nói về văn tài võ lược, có chỗ nào mà hắn hơn ta? Lúc ta đang chinh chiến ở xa trường, hắn chẳng qua chỉ là một tên nhãi ranh sống ẩn cư trong liều tranh mà thôi. Gia Cát quân sư. Lũ quân sư, xin trả cho ngài. Đô đốc nói những gì ghi lại của binh pháp Tây Vực không thích hợp với Đông Ngô chúng tôi. Tôi hiểu rồi. Tôi tới để xin cáo từ ngài. Chúng tôi chuẩn bị sáng mai khởi hành về Sài Tang. Sao gấp vậy? Có phải là đã làm gì khiến chu đô đốc không hài lòng không? Lộ quốc sư, có gì mong ngài hãy nói thẳng. Tôi thấy chu đô đốc đã thay đổi thái độ với Khổng Minh tôi đây. Có phải tôi đã nói gì hoặc làm điều gì khiến chu đô đốc bất mãn không? Chỉ bốn chữ: văn nhân ghét nhau. Văn nhân ghét nhau. Quả thực chuyện này không thể tránh khỏi. Mấy ngàn năm nay đều như vậy. Hy vọng là không ảnh hưởng tới việc liên minh. Tôi cũng đang lo về vấn đề này. Lộ quốc sư, chúng ta luôn hết lòng vì chuyện liên minh hai nước. Điều không mong muốn là có gì bất trắc. Có điều ông trí tuệ hơn người, tôi tin là ông sẽ giải quyết ổn thỏa. Phu quân, có chuyện gì khiến chàng lo nghĩ? Phu nhân, nếu như giữa phụ nữ với nhau nảy sinh sự đố kỵ hoặc là ganh ghét đối phương thì nàng xử trí ra sao? Từ nhỏ thiếp chỉ là một người bình thường, chưa từng làm ai ganh ghét hết. Phu quân, chàng đang lo nghĩ chuyện chu đô đốc phải không? Chu đô đốc có nghĩ thế nào về ta cũng không quan trọng, chỉ sợ ảnh hưởng tới chuyện liên minh hai nước. Bây giờ người quan trọng nhất chính là Chu Du. Võ tướng có gì bất mãn cũng không thổ lộ ra ngoài, nhưng bề ngoài ông ta là một võ tướng, còn bên trong lại là văn nhân. Văn nhân ghét nhau. Ta tin là dù có thương thảo hay tới đâu cũng khó thuyết phục được ông ta. Có thể dùng binh mạo hiểm một chút. Phu nhân có cách gì? Chính là lợi dụng tính nhỏ mọn của ông ta mà thôi. Thiếp cảm thấy chu đô đốc rất tự hào đã cưới được kiều phu nhân quốc sắc thiên hương. Thiếp từng đọc qua một bài phú, trong đó có đề cập đến chuyện cũng không liên quan lắm, nhưng chúng ta có thể lấy bài phú này cộng với tài ăn nói của phu quân đây, có lẽ là được đó. Chu đô đốc đã chuẩn bị kiệu xong rồi. Làm phiền quân sư. Mấy ngày nay phiền quân sư nhọc lòng, công cẩn vô cùng cảm kích. Chuyện Khổng Minh nên làm thôi, ngài đừng khách sáo. Đô đốc à, mời quân sư.
tôi sẽ báo lên chúa công về những điều mắt thấy tai nghe. Còn chuyện liên minh, tốt nhất là để chúa công ra quyết định sau cùng. Điều Khổng Minh muốn nói không phải là chuyện này. Chắc là đô đốc đã nghe bài Đồng Tước Đại Phú. Trên đời có rất nhiều bài phú, công cẩn chưa nghe qua bài này. Thì ra đô đốc chưa từng nghe lời đồn. Có lẽ Khổng Minh không nên nói tới. Lời đồn gì? Liên quan đến tôi sao? Nếu là phải, quân sư không nói thì không tôn trọng tôi rồi. Chỉ là lời đồn giữa mưu sĩ với nhau. Họ nói là Đông Ngô không cần động can qua, cũng có đối sách để đánh lui Tào Tháo, nên không cần liên minh với chúng tôi. Kế hay, liên quan tới tôi sao? Bọn họ đồn rằng Tào Tháo ở Chương Hà đã cho xây một ngôi đài nạm ngọc giác vàng mới tên Động Tước Đài, rồi gom hết mỹ nữ trong thiên hạ về. Hắn nói cái gì? Loại người háo sắc như hắn sẽ làm gì? Từ lâu hắn đã nghe tới vẻ đẹp của hai vị kiều cô nương sắc đẹp như tiên. Hắn định là nhất quyết đập bằng bốn miệng để hoàn thành sự nghiệp, sau đó chiếm cho được đại kiều tiểu kiều đem về ở Động Tước Đài, quan lạc đến cuối đời. Đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Động Tước Đài Phú mà ông nói là do Tào Tháo giết, còn đây chính là nội dung của bài phú đó. Là con trai giỏi văn chương nhất của hắn, Tào Thực, viết ra, từ Hứa Đô lan truyền tới tận Giang Hạ. Trong đó có một câu: xây hai bên trái phải đài này, có Ngọc Long và Kim Phụng, đưa tiểu kiều ở Đông Ngô về, cùng hưởng lạc lúc về chiều. Đưa tiểu kiều ở Đông Ngô về, cùng hưởng lạc lúc về chiều. Tào Tháo quả thực rất quá đáng, ngay cả phu nhân ta hắn cũng dám dòm ngó. Hắn dám uy hiếp thiên tử ra lệnh chư hầu. Hắn vốn là một người không hề có liêm sĩ. Con người này ai ai cũng đều căm ghét, ai cũng muốn tiêu diệt. Đông Ngô tôi và hắn không đội trời chung. Đương nhiên tôi hiểu đô đốc sẽ không nhường bước, nhưng lời đồn của cánh mưu sĩ không thể không nghe. Họ nói Đông Ngô vì muốn chấm dứt chiến tranh sẽ đem đại kiều tiểu kiều dâng tặng cho Tào Tháo. Ông coi Đông Ngô nước tôi là gì? Không coi Chu Du tôi ra làm sao hết à? Đương nhiên là tôi không tin đô đốc là người tham sống sợ chết, hiến tặng thê tử đổi lấy sự yên bình cho mình. Lời đồn này dù sao cũng tổn hại tới danh tiếng của đô đốc, thậm chí còn ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng của ngài. Tôi sẽ lập tức để mọi người phải yên lặng. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Chu Du tôi đỉnh thiên lập địa, thề đánh lão già háo sắc đó một trận bắn sống bắn chết, cuốn gói bỏ chạy. Tào Tháo ra lệnh sát hại thiên tử, chư hầu ba tánh ai ai cũng ghét. Chúng ta không thể nhẫn nhịn nữa, đã đến lúc xuất binh giải cứu ba tánh. Được. Lão quân sư, triệu tập đại thần chuẩn bị mọi thứ, liên minh với Lưu Hoàng Thúc kháng Tào. Dạ, chúa công. Chúa công, công cẩn chỉ đồng ý kháng Tào, chứ không đồng ý liên minh với Lưu Bị. Chúng ta kháng Tào một mình sao? Đồng ngô chúng ta quân lực hùng hậu, một mình đối phó với Tào Tháo cũng có thể thắng được mà. Chuyện này quan trọng, ngài phải suy nghĩ kỹ càng. Ta đã suy nghĩ rất kỹ, với thực lực của quân ta, chúng ta có thể chiến thắng quân Tào. Đô đốc đã nói có thể thì chắc chắn có thể mà. Nhưng Lưu Hoàng Thúc đã muốn liên minh với chúng ta đã lâu. Chúng ta chiến đấu một mình cũng chiến thắng được, thì cũng hưởng thụ thắng lợi một mình, đâu cần thiết phải chia sẻ với người khác. Đúng vậy, chúng ta giành được những gì của Tào Tháo thì nên hưởng thụ một mình. Hả? Tôn Quyền đã một mình chống Tào, không liên minh với chúng tôi. Vì vậy tôi dẫn đến đây thông báo cho các vị biết. Sao lại quyết định như vậy chứ? Là chủ ý của Chu Đô Đốc. Bọn họ cùng nhau đi thuyết phục tất cả đại thần, mọi người ai cũng đồng ý rồi. Lưu Bị binh lực không nhiều, quân lính bị thương ốm đau rất nhiều, không có lợi đối với chúng ta. Đông Ngô chúng ta có tới 6 quận 81 châu, binh lực hùng hậu. Chúng ta vốn có đủ binh lực để chống lại quân Tàu, không cần nhờ người khác giúp đỡ. Một mình đánh đuổi quân Tàu, Đông Ngô sẽ khiến cho Tàu Tháo khiếp sợ, lấy lòng ba tánh, được thiên hạ. Quá đáng lắm, chưa vô công dẫn bỏ ước mà còn bôi nhọ danh dự chúng ta nữa. Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng liên quân là việc có lợi cho cả hai. Tôi không hiểu tại sao Chu Đô Đốc lại làm như vậy. Chuyện chúng ta qua lại lẫn nhau, tôi nghĩ tin tức hai nước liên minh với nhau cũng không nên để lọt ra ngoài, sẽ khiến quân Tào tấn công sớm hơn. Đa tạ lũ quân sư đã nhắc nhở, tại hạ không thể ở lại lâu. Cáo từ. Cáo từ. Chú công à, lũ quân sư nói rất đúng, chuyện liên minh chắc chắn phải bí mật. Đúng đó, không cần giữ bí mật, ngược lại còn phải truyền tin ra ngoài thật nhanh, để Tào Tháo biết được chúng ta muốn liên minh với Đông Ngô, như vậy sẽ tốt hơn. Bẩm thừa tướng, chúng thần đã nhận được mật báo Lưu Bị, Tôn Quyền hai bên đã lặng lẽ
ký kết với nhau chống lại thừa tướng. Đông Ngô hòa bình nhiều năm, yên phận thủ thường, sao lại phải khởi binh chứ? Và các quân sư có nhiều mưu kế, muốn thuyết phục Tôn Quyền không có gì là khó. Tôn Quyền thì đã sao? Chuyện ta muốn là giết chết lão già Lưu Bị. Bẩm thừa tướng, nội ứng của chúng ta đã hồi báo, đúng là Lưu Bị, Tôn Quyền bí mật liên minh. Tôn Quyền còn phái Chu Du tới Giang Hạ để thương thảo về chuyện này, nhưng rồi không hiểu tại sao cuối cùng không thành công. Xem ra mọi chuyện đều do Lưu Bị gây chuyện thị phi, có người này không giết không được. Bây giờ chuyện Lưu Bị liên minh với Đông Ngô không thành công, nhưng hắn là người đa mưu túc trí, phải nhân cơ hội hắn chưa có mưu kế gì tiêu diệt tận gốc. Thừa tướng anh minh, cần phải sớm tiêu diệt Lưu Bị để tránh đêm dài nhiều mộng. Trình quân sư, truyền lệnh của ta, đại quân hãy chuẩn bị chỉnh tề ngày mai tấn công Giang Hạ. Dạ. Hải quan, thừa tướng không nên quá nôn nóng, chẳng nhận nghĩ rằng chúng ta phải biết nghĩ đến chuyện lâu dài. Tuần quân sư, còn tính kế gì nữa? Chẳng lẽ thừa tướng không thắng nổi hắn sao? Nếu cứ kéo dài, Lưu Bị sẽ không chết mà còn có cơ hội trở mình. Lời Hàn quân sư nói rất có lý. Thừa tướng, Lưu Bị chạy tới Giang Hạ, trốn vào một góc thực lực có hạn. Ngược lại chúng ta phải đề phòng Tôn Quyền có binh lực hùng hậu. Ăn nói hàm hồ, Tôn Quyền chẳng qua cũng chỉ là một tên an phận thủ thường, làm gì có binh lực hùng hậu được. Từ lúc Tôn Quyền cai trị Giang Đông, mấy năm nay có được binh lực hùng mạnh. So với Tôn Kiên, Tôn Sách lúc còn tại vị, Đông Ngô mạnh hơn rất nhiều, không thể không phòng. Giả lại Tôn Quyền chịu thương thảo với Lưu Bị, không sợ thừa tướng nổi giận, chắc là hắn không muốn yên phận nữa rồi, muốn được chứng tỏ bản thân của mình. Nếu hành quân tới Giang Hạ, Tôn Quyền sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cho nên thừa tướng, quan trọng là chúng ta phải đề phòng sự tấn công từ phía Đông Ngô. Lời của Văn Dược nói cũng đúng, chúng ta không nên làm việc theo tình cảm, cứ theo ý của Văn Dược mà sắp xếp đi. Dạ. Đại ca. Tam Đi, bên Tào Tháo có động tĩnh gì không? Tào Tháo điều động hơn 10 vạn quân phòng thủ quân Đông Ngô. Quả như quân sư đã dự đoán, Tào Tháo sợ Đông Ngô sẽ liên minh cùng chúng ta. Chiêu tiết lộ tin tức liên minh của quân sư quả như là một nước cờ cao. Tại hạ dùng chiêu kích tướng Chu Du không thành công nên phải đi bước này, khiến cho Tào Tháo cảm thấy Tôn Quyền mới là mối nguy lớn nhất. Ban đầu Chu Du muốn cô lập chúng ta, bây giờ ngược lại, mọi chuyện càng có lợi cho chúng ta hơn. Chiêu công tâm này của quân sư rất là hữu dụng. Lần này chúng ta đã có thể ngồi trên núi xem sông hổ đấu. Đúng là người ông đắc lợi, ngồi mà đợi kết quả. Cũng không thể ngồi đợi được, chúng ta phải nhân lúc bọn họ trong tình huống đối đầu nhau, tăng cường luyện binh. Được, truyền lệnh của ta, tăng cường luyện binh. Văn Dược, ông vội vã triệu tập mọi người hội họp, không lẽ quân tình ở Đông Ngô có biến sao? Hồi thừa tướng là Giang Hạ có biến. Giang Hạ sao? Không phải chính người nói thực lực Lưu Bị có hạn, không thể gây họa sao? Lưu Bị rất gian xảo, nhân lúc chúng ta lấy binh đối đầu với Đông Ngô, hắn đã chiêu mộ tân binh, còn ngày đêm tập luyện. Vậy thì đã sao? Lưu Bị vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chúng ta không thể ngó lơ, bắt buộc phải tiêu diệt hắn. Đây cũng chính là những lời lần trước ta nói, nhưng ngươi đã phản đối, nói là làm việc theo cảm ứng. Bây giờ ngươi lật lại chính kiến của mình, còn gì là quân sư, còn nhiều kế gì nữa? Tuần quân sư, đúng là huynh đã thay đổi quá nhanh, khiến người khác khó mà thích ứng kịp. Thừa tướng, tình thế đã có nhiều thay đổi, cho nên sách lược cũng phải chuyển biến theo tình thế. Bây giờ Lưu Bị từ thế yếu trở thành thế mạnh, một khi chúng ta và Đông Ngô khai chiến, hắn sẽ ngồi yên mà thu lợi, có thể ảnh hưởng thắng lợi của chúng ta. Ông nói vậy ta đã hiểu. Vậy có phải chúng ta nên chuyển đầu súng đối phó Lưu Bị trước không? À, không phải. Lúc trước chúng ta đã từng nói, nếu như đối phó với Lưu Bị thì Tôn Quyền cũng lợi dụng cơ hội. Hả? Đánh Tôn Quyền cũng không được, đánh Lưu Bị cũng không xong, chẳng lẽ chúng ta phải rút quân sao? Tuần quân sư, huynh muốn đại quân của chúng ta là con rùa rút đầu hả? Chúng ta phải khuyên Tôn Quyền hàng quy thuận với chúng ta. Tôi đã nói rất rõ ràng, không lẽ huynh vẫn chưa chịu hiểu? Tuần quân sư, huynh khiến tôi không biết bên nào mới là kẻ thù đây. Ông càng nói càng hồ đồ rồi. Thừa tướng, tôi không hồ đồ, tôi càng nghĩ càng khó hiểu. Không kiềm chế được cái gai Lưu Bị thì đành phải nhổ bỏ cái gai đó. Nếu như Tôn Quyền chịu quy thuận với chúng ta, chắc chắn Lưu Bị sẽ chết. Nói rất có lý, nhưng chúng ta cũng có thể khuyên Lưu Bị đầu hàng. Ngoài Lưu Bị ra, còn có Quan Vũ, Trương Phi, ba người đó đều đồng lòng, ba người đó nêu cao nhân nghĩa, khôi phục nhà Hán, thành
ta chết không đầu hàng. Hả? À, nước cờ này không thể đi. Ngược lại, nước cờ đi khuyên Tôn Quyền Hàng đã định sẵn rồi. Lúc nãy Hàng quân sư hỏi rất hay, ai mới là kẻ thù của chúng ta? Cả hai đều đúng. Đầu tiên là Lưu Bị. Sau khi diệt Lưu Bị xong, Tôn Quyền sẽ từ bằng hữu của chúng ta trở thành kẻ thù của chúng ta. Đến lúc ta và Tôn Quyền đối đầu với nhau, cái tên nhãi nhép đó làm sao đấu nổi với ta? Văn Nhược. Dạ có thừa tướng. Nước cờ này của ông đi rất là hay. Có ông ở đây, chắc chắn quân ta sẽ giành chiến thắng. Đa tạ thừa tướng. Tốt, tốt. Tào thừa tướng muốn liên minh với ta, đánh với Lưu Bị, là cùng nhau giúp sức diệt trừ địch, tiêu diệt phản tặc cho hoàng thượng. Từ trước tới giờ thừa tướng chẳng coi ta ra gì cả. Bây giờ coi trọng ta như vậy, có phải quân lực của nước Đông Ngô ta đã không giống như trước không? Cả thừa tướng cũng phải kiêng dè ta. Trước giờ thừa tướng chưa từng kiêng dè ai, chẳng qua là muốn tận trung với triều đình. Ngô Hầu là thái thú Hội Kê, cũng là mệnh quan của nhà Hán, theo lý cũng nên giúp hoàng đế khôi phục lại thời hưng thịnh. Với lại, chỉ cần Ngô Hầu chịu liên minh tiêu diệt phản tặc Lưu Bị, có công với nhà Hán, sẽ được hoàng thượng thăng quan tiến chức. Thừa tướng cũng sẽ bảo đảm sau khi diệt được Lưu Bị, tất cả đất đai và quyền lực mà Ngô Hầu có được chắc chắn sẽ hùng mạnh hơn bây giờ. Ông muốn lợi dụng ta? Thừa tướng coi trọng Ngô Hầu, muốn liên minh với ngài. Trước giờ thừa tướng không thích lợi dụng ai. Sự coi trọng này có phần hơi trễ. Ta đã thống lĩnh Giang Đông rất nhiều năm, nhưng mà thừa tướng trước giờ không coi ta ra gì. Bởi vì Ngô Hầu bây giờ không giống lúc trước. Thừa tướng muốn nhân cơ hội này, hy vọng Ngô Hầu cũng hãy nắm bắt thật chặt cơ hội này. Chỉ là các ngươi muốn cầu xin ta, nhưng thái độ của ông là sao? Liên minh thành công thì là bằng hữu, liên minh không thành thì là kẻ thù. Người uy hiếp ta? Người không có thực lực thì không thể uy hiếp Ngô Hầu. Ngài có nội gián, lại có tham tử. Thừa tướng chúng tôi có bao nhiêu binh, bao nhiêu tướng, chẳng lẽ là ngài không biết gì sao? Tôi ngất. Ông thật to gan. Ngài nghĩ rằng quân lực của Đông Ngô đủ để chống lại thừa tướng chúng tôi sao? Cho dù quân lực ngang ngửa, nhưng lính của tôi chinh chiến nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm hơn quân của ngài. Ngô Hầu, điều tôi có thể nói cho ngài biết là làm bằng hữu với thừa tướng sẽ tốt hơn với kẻ thù của ổng. Từng câu mà Tuần Ước nói đều là uy hiếp. Chúa công tôi đã bắt đầu dao động rồi. Thật không ngờ Tào Tháo lại làm như vậy. Lần này có thể là lần cuối cùng tôi tới thông báo tin tức. Nếu như Đông Ngô chúng tôi liên minh với quân của Tào Tháo, Lưu Hoàng Thúc, ngài sẽ là kẻ thù của chúng tôi. Trước giờ ta luôn coi Đông Ngô là bằng hữu. Tôi cũng vậy. Chỉ tiếc Tào Tháo quá gian xảo. Sau này Đông Ngô chưa chắc được thái bình, nhưng vùng đất đang trong nguy hiểm chính là vùng Giang Hạ của Lưu Hoàng Thúc. Một mình Tào Tháo đã khó đối phó, bây giờ còn Tôn Quyền, Giang Hạ khó mà giữ nổi. Sớm ngày lên ngôi, đi tìm vùng đất khác để lập thân. Dân chúng đi theo ta tới đây chưa lâu, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, vất vả cực khổ. Sao ta xứng đáng với họ? Nếu như không đi, tiếp tục tử thủ, chỉ sợ toàn quân mất mạng, Giang Hạ cũng mất. Lúc đó sẽ càng có lỗi với ba tánh hơn. Nếu rời khỏi đây chúng ta sẽ đi đâu? Phía bắc là Tào Tháo, phía đông là Tôn Quyền, phía tây là Lưu Dương, phía nam thì toàn là rừng sâu nước độc, đi đường nào cũng chết thôi. Không lẽ là hết cách rồi sao? Tào Tháo đi một nước cờ, Tôn Quyền cũng bước một bước, ép chúng ta không thể đi được nước nào. Nè Dân Tính, ngươi là người đưa ra nhiều ý kiến, hiến nhiều kế sách, giờ ngươi có cách gì không? Lịch sử là môn học mà tôi học yếu nhất đó. Nhưng mà lúc nãy nghe quân sư nói giống như đang đánh cờ vậy, bị ép tới nước không đi được nữa. Nhắc tới đánh cờ, quê tôi có một môn gọi là lý thuyết trò chơi, không biết có xài được không? Lý thuyết trò chơi? Bất kể có dùng được hay không mà cứ nói ra đi. Lý thuyết trò chơi á, là môn em trai tôi học, nó hay đọc thuộc lòng. Để tôi nhớ lại coi. Lý thuyết trò chơi đó là nghĩ ra sách lược tốt nhất để chúng ta có thể đối phó với dự đoán và hành động của đối thủ. Ta không hiểu người nói cái gì hết đó.
em trai của tôi nói chuyện rất là phức tạp. Để tôi giải nghĩa lại coi. Nghĩa là mỗi một người đều sử dụng một sách lược tốt nhất và có lợi nhất đối với mình. Đẹp quan, cái gì gọi là sách lược tốt nhất và có lợi nhất đối với mình? Như vậy nghĩa là ý gì? Tôi chỉ nghe em trai của tôi hay đọc mấy câu này thôi, tôi chỉ đọc lại thôi, không có hiểu ý nghĩa gì hết. Tôi sẽ lấy ra một thí dụ đơn giản. Ở một con đường núi nhỏ hẹp, có hai chiếc xe ngựa đi ngược đường, không ai nhường ai. Hai bên xảy ra tranh chấp, ai tránh đường, người đó thua, là nhược phu. Nhưng nếu cả hai không ai chịu tránh, hai xe sẽ đụng trúng vào nhau, cả hai xe sẽ bị hư hỏng. Mọi người nghĩ trong tình huống đó, sử dụng kế sách nào sẽ được đưa ra? Nói vậy là sao? Ngài nói ra luôn đi. Dừng tính. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rồi. Đáp án rất đơn giản, chỉ là vậy. Để đối phương nhìn thấy tôi như vậy thì sẽ thắng. Bịt hai mắt vậy mà thắng sao? Đúng vậy, bịt hai mắt lại. Để đối phương thấy tôi không nhìn thấy được gì, có nghĩa là không biết tôi có chọn tránh được hay không. Đối phương nhìn thấy hắn bịt hai mắt lại thì sẽ hiểu nếu hắn không tránh được thì sẽ đụng đầu nhau. Cho nên chắc chắn đối phương sẽ tránh được. Kết quả là ngươi thắng. Lý thuyết trò chơi thật là lợi hại đó. Bịt hai mắt lại thì có thể ép đối phương đi nước cờ mà ngươi muốn là hắn phải đi. Ở quê nhà của tôi còn nói theo cách khác nữa là chơi tới cùng. Tôn quyền, xem ra lần này ta phải chơi với ông. Và các quân sư không cần tốn sức. Ý của bổn hầu đã quyết, sẽ không liên minh với Lưu Hoàng Thúc. Mời quân sư ngồi. Một cái là thư liên minh với Đông Ngô, một cái là thư đầu hàng quân Tào Tháo. Bây giờ trước mặt chúa công tôi chỉ có hai con đường. Thứ nhất là liên minh với Đông Ngô, hoặc là đầu hàng quân Tào. Không còn sự lựa chọn nào, bởi vì bây giờ chúng tôi không còn đường để đi. Ông nói vậy là có ý gì? Các người muốn lựa chọn con đường nào cũng không có liên quan tới chúng tôi. Lựa chọn của chúng tôi ảnh hưởng rất lớn tới Đông Ngô, cho nên tôi cần phải nói rõ ràng với Ngô Hầu. Liên minh thì ta hiểu, còn chuyện các ngươi đầu hàng thì liên quan gì tới ta? Nếu như chúng tôi đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo không còn cái gai nào thì sẽ tập trung đối phó nơi mà hắn muốn đối phó. Ăn nói hàm hồ. Đô đốc cho rằng Tào Tháo ghét chúng tôi hay là ghét Đông Ngô các ông hơn? Ông không cần phải dùng chiêu khích tướng. Đại quân Tào Tháo cộng thêm chúng tôi, Đông Ngô chắc chắn bại trận. Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi lấy khôi phục nhà Hán, tiêu diệt phản tặc Tào Tháo làm khẩu hiệu, sao có thể đầu hàng chứ? Con người khi bước tới con đường cùng sẽ làm ra những chuyện trước giờ chưa từng làm. Các ông hãy nhìn cho rõ đi. Chính ta chúa công chúng tôi ký tên vào đó. Quan tướng quân, Trương tướng quân và tôi đã lập lời thề trước mặt chúa công. Dù cho người lựa chọn đường nào, chúng tôi cũng quyết làm theo. Và các lượng, ông dám ép chúa công liên minh với quân ông? Quyền quyết định vẫn đang nằm ở trong tay của Ngô Hầu. Hai bức thư này từ chúng tôi không lựa chọn được, đành nhờ Ngô Hầu ngài lựa chọn dùm chúng tôi. Kêu ta quyết định sinh tử của các ông là quyết định sinh tử của bản thân Ngô Hầu ngài thôi. Và các lượng, ông không cấm miệng tôi sẽ chặt đầu ông. Ngô Hầu, chuyện này liên quan tới sinh mạng hàng ngàn hàng vạn má tánh, đầu của Khổng Minh cũng chẳng là cái gì hết. Chú công, cứ mặc kệ Gia Cát Lượng nói gì, chẳng qua hắn chỉ dễ dụa chờ chết thôi. Không phải dễ dụa chờ chết, mà sắp chết như được sống lại. Con người này đúng là thông minh tuyệt đỉnh, hiểu biết hơn người. Hắn đi nước cờ này có thể làm cho bọn họ sống lại, khiến ta không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải liên minh với họ thôi. Ngô Hầu, hãy suy nghĩ kỹ. Còn nghĩ kỹ, ta đã bị ông làm lãng phí thời gian rồi. Lúc đầu chuyện liên minh rất dễ dàng, rất đơn giản, có lợi lại không có hại với Đông Ngô chúng ta. Ông lại nói có hại để kéo dài thời gian, làm cho sự liên minh tới nay vẫn chưa xong, còn khuyên ta một mình chống lại Tào Tháo, kêu ta thuyết phục tất cả đại thần không liên minh. Bây giờ thì sao? Bây giờ không thể liên minh được. Ông kêu ta ăn nói sao với các đại thần đây? Mặt mũi chúa công của ta để ở đâu đi? Xin chúa công bớt giận.
sóng gió mà ông gây ra. Hãy tự mình dọn dẹp đi, ta mặc kệ ông. Phu quân, phu quân, y phục mà lúc trước chàng đặt mai đã làm xong rồi, chàng mau mặc thử vào đi. Nè, đứng lên. Phu nhân à, ta còn rất nhiều công việc phải giải quyết, ngày mai sẽ thử đi. Chuyện gì mà phải gấp gáp, tạm thời bảo nó xuống đi. Ta mau không đi thử đâu. Đi không thử mà. Nhất định phải thử, nếu không hợp còn kêu người mang đi sửa nữa chứ. Thử đi. Ta đã nói là không thử mà. Sao tự nhiên chàng lại hung dữ như vậy? Hồi nãy ta đã nói bao nhiêu lần rồi là ta không muốn thử đồ, nàng không nghe sao? Trước giờ chàng chưa từng mắng tiếp hung dữ như vậy. Nàng đừng có khóc nữa, ta đã phiền lắm rồi. Không thử thì không thử. Liên minh với Lưu Bị, không phải lần trước không chịu liên minh hay sao? Tào Tháo uy hiếp thiên tử, ra lệnh chư hầu, thiên hạ không phục. Nếu như chúng ta hợp tác với Tào Tháo, chẳng phải giống như Tào Tháo là phản tặc của triều đình sao? Nhưng mà liên minh với Lưu Bị, chúng ta sẽ là người nhân nghĩa, hợp sức chống lại Tào Tháo, sẽ được bá tánh ca tụng. Đô đốc à, trước đây ông đã từng nói Đông Ngô chúng ta có thể một mình kháng Tào, Đông Ngô được bá tánh ca tụng một mình không phải tốt hơn hay sao? Binh lực của Tào Tháo đang rất hùng mạnh, nếu như chúng ta không liên minh với Lưu Bị, chúng ta có thể sẽ thất bại. Đô đốc, ông cũng đã từng nói quân của Lưu Bị vừa yếu vừa bị thương, không thể giúp gì cho chúng ta được mà. Tuy nói như vậy, nhưng có thêm binh sĩ còn đỡ hơn là không. Cách nói của ông trước sau không có thống nhất, chúng tôi đừng nghe theo cái nào đây? Nghe lời tôi, phải liên minh. Cuối cùng liên minh có chắc chắn thắng không? Nếu thua tính sao? Các người chỉ biết ngồi đây tra hỏi chất vấn người khác, ai có thể cho tôi biết cách nào tốt hơn là liên minh hay không hả? Bây giờ ta quyết định liên minh là chuyện của ta, kẻ nào dám hỏi một câu chính là nhiễu loạn lòng người, kết quả sẽ như vậy.谁祈求腥风血雨再重花开，热月赤胆从无可替代，横越长空与深海，勇士归去又来，战马中一刹张开，以后必更精彩，岁月尘灰现于腮，故事总有你在，记住如果要分开，再回来。